Brunei được thành lập từ năm 2018 và ngay từ những cái ngày đầu, sứ mệnh của Brunei đặt ra đó là làm sao để có thể mang được những cái chất lượng giấc ngủ tốt nhất cho mọi người. Tôi được thành lập đến năm nay là cũng đã được chặng đường được hơn 4 năm. Tại sao Brunei lại chọn là công ty về giấc ngủ? Bởi vì về đơn giản, Brunei chỉ mong muốn là làm sao có thể mang lại cái chất lượng giấc ngủ tốt nhất thôi. Không có bó buộc mình ở trong một cái giới hạn đó là chăn ga gối nệm như là những hãng thông thường ở trong cùng cái ngành hàng kinh doanh. Sản phẩm đầu tiên mà Brunei mang đến thị trường Việt Nam là sản phẩm nệm Foam Original. Đây là một sản phẩm mà Brunei rất là tâm huyết và đã được thiết kế cũng như là sản xuất tại Việt Nam. Ở Việt Nam thì thời đó cái chất liệu là foam nó còn vẫn rất là mới, cho đến khi mà Brunei lên Shark Tank vào năm 2018 thì đại đa số người dân Việt Nam vẫn chưa có biết đến cái chất liệu foam này, mà nhất là dành cho một cái sản phẩm như là nệm foam. Với sản phẩm nệm Brunei Original thì đây là một sản phẩm có 3 lớp foam với độ dày là 25 cm. Điểm đặc biệt nhất là mỗi lớp nó có một tính chất khác nhau. Khi mà mình nằm lên chiếc nệm Brunei Original thì mình đều cảm thấy được cái sự nâng đỡ vừa phải, đồng thời giải tỏa được ép hoàn toàn cho cái cơ thể của mình để có thể được thoải mái và thả lỏng trong suốt cả đêm, suốt cả 8 tiếng khi ngủ. Trong vòng 4 năm phát triển thì đến bây giờ, ngoài cái chiếc nệm foam original đầu tiên thì Brunei còn ra mắt được rất là nhiều những cái sản phẩm khác mà hỗ trợ cho cái giấc ngủ của mình. Khi mà mình làm những cái sản phẩm Brunei, đó là mình dựa trên những cái nhu cầu thực tế của khách hàng, của những người tiêu dùng và với những cái giấc ngủ. Khi mà đã định vị là một công ty về giấc ngủ thì nó không chỉ dừng lại ở những cái sản phẩm mà hữu hình, những cái sản phẩm mà mình gọi là quá dỗi quen thuộc, mà nó còn là những cái sản phẩm như là sản phẩm mùi hương, dòng Philomix của Brunei. Sau này nữa là sẽ có những cái sản phẩm mà nó có thể tạo ra được một cái không gian cũng như là một cái trạng thái thư giãn để cho mọi người có thể có một cái giấc ngủ ngon. Đến với cả Brunei Flagship Showroom tại Tràng Thi thì mọi người có thể có được một cái cảm giác rất là khác biệt. Đây chính là cái nơi mà để Brunei hiện thực hóa được cái ước mơ của mình, mang đến được cái trải nghiệm giấc ngủ ngon cho mọi người. Làm như thế nào để mọi người khi mà những khách hàng đến đây, mọi người có thể trải nghiệm được trên thực tế là một cái không gian ngủ như thế nào, nó có thể tối ưu được cái giấc ngủ của mình. Với Flagship Showroom của Brunei tại 71 Tràng Thi thì đây là một địa điểm mà Trang và cả công ty Brunei đều rất là tâm huyết và rất là mong muốn mọi người có thể đến và trải nghiệm một cái địa điểm, một cái không gian như thế này, và mình có thể nâng cấp được cái chất lượng giấc ngủ của mình và gia đình.